Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với vlog tiếp theo của kênh Bado Official. Thì hôm nay mình muốn giới thiệu cái video này về cái quy trình hoạt động của một chu kỳ của cái máy photo như thế nào, để sau đó các bạn có những cái cái nhìn để hướng ra cái máy, ví dụ trong cái máy chúng ta nó bị sự cố phần nào, nó hay thường là hay bị giấy, chúng ta có thể là chúng ta loại bỏ những bộ phận đó và chúng ta cùng tìm ra nguyên nhân và khắc phục. Là bây giờ chúng ta sẽ cùng vào trong video nhé. Trước tiên là các bạn muốn thấy được cái chu kỳ của máy hoạt động như thế nào thì các bạn nên mở cái nắp này ra, và chúng ta sẽ cùng chuẩn bị hai cái bộ phận như thế này. Và chúng ta sẽ chặn cái chốt cửa này, thì ở đây các bạn sẽ mở cửa ra. Thì ở trên này nó có hai cái chốt, ở đây nó có một cái chốt này, ở đây cái chốt chặn, tức là nó cái chốt nó vô. Ở đây các bạn sẽ thấy cái chốt này nè, cái chốt sắt, đây cái chốt sắt này nó sẽ vô thì nó sẽ bám cái lỗ này. Và dưới đây nó có một cái chốt sắt nữa, ở đây có một chút sắt nữa thì nó bám cái lỗ này. Chúng ta sẽ sử dụng đây, mình đây sử dụng cái kéo nha, bỏ vào trong cái lỗ này giống như mình để đóng cái mặt tiền của nó. Rồi, để các bạn dễ hiểu thì mình sẽ bắt đầu từ lúc chụp, từ khi mà mình chụp cái bãi chụp ở trên cái nắp chụp ha, gọi là trên cái ADS, thì cái máy nó sẽ ghi hình, nó truyền tín hiệu về ở trong bộ phận máy và xử lý, sau đó nó sẽ chiếu vào room, nó sẽ ghi lên room. Thì sau đó máy nó sẽ hoạt động, là nó sẽ lấy giấy từ ở khay giấy, nó sẽ lấy ra và nó sẽ lên đây. Nó lên qua B1, các bạn thấy đây là số B1 rồi. Nó qua B2, nó qua C2, nó qua C2 xong sau đó nó sẽ chuyển giấy, nó sẽ room á, nó sẽ ghi hình, nó ghi hình lên tờ giấy, rồi sau đó nó sẽ truyền qua cái bèo á, cái băng tải bèo nè, nó sẽ hút cái tờ giấy, nó đưa qua cái bộ phận sấy, là bộ phận E1 với D1, các bạn thấy là E1 với E1. Khi á, mà đối với chụp một mặt á, thì cái giấy á, sau khi qua D1, tức là bộ phận sấy, thì nó sẽ ra ngoài phía bên kia luôn, tức là một chu kỳ của một mặt. Còn đối với hai mặt thì sau khi qua D1 và E1 thì nó sẽ xuống lại, nó sẽ đưa cái giấy xuống đó, nó đưa giấy xuống tại cặp nữa, các bạn sẽ thấy cái phần giấy nó chạy xuống chỗ cái khe chỗ này và nó đưa xuống khay E2. Đây là cái khay duplex này, tức là khay đảo mặt, tức là trên cái phần E2, tức là khi đó cái giấy nó sẽ đưa qua phía này, nó đưa ra phía này, thì ở trong bộ phận này nó sẽ có một cái lulo để nó sẽ vừa đưa qua tới phần này là nó sẽ bám giấy trở lại, nó đưa xuống, nó đưa về lại trong đây và nó đưa xuống cái F, tức là cái chỗ này nè, đó, cái F là chỗ này, nó đưa xuống cái F, rồi sau đó nó sẽ đưa về lại phần B1, lên B2, lên C2, ghi hình mặt 2. Room sẽ ghi hình bậc 2 và sau đó cái bèo sẽ tách cái giấy ra khỏi room và nó sẽ đưa qua lại khay E1 và D1, sau đó khay bộ sạc sấy, sau đó và sẽ đưa ra ngoài. Đó là kết thúc chu kỳ của cái một chu kỳ hoạt động của photo hai mặt. Rồi bây giờ các bạn hình dung được rồi ha. Đó, thấy B1 chứ C2 nó quay không? Đây cái room. Đây bây giờ là giấy nè ha. Đấy, các bạn thấy giấy lên chưa? Đây, đấy. Lên qua room, lên qua bèo, cái phần qua bèo này, sau đó qua khay DE nè. Đối với hai mặt thì nó sẽ xuống, các bạn sẽ thấy giấy xuống chỗ này. Rồi sau đó cái phần đảo mặt lại thì nó sẽ lấy từ một cái lulo nè, ở trong khay duplex nè. Sau đó các bạn sẽ thấy là nó sẽ lấy giấy về, nó xưa xuống đây lại, lên đây và nó đưa giấy lên, để các bạn thấy nè. Đó, nó đưa giấy lên đó. Rồi tiếp tục nó đưa qua, nó ghi hình và nó chạy ra. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái cách mà nó lấy giấy để nó đảo lại hai mặt nha. Thứ nhất là khi mà nãy các bạn thấy cái này nó xuống nè, nó đưa xuống ha, nó đưa xuống thì nó sẽ cái giấy nó sẽ quay qua tới đây tới đây, thì khi cái đó thì cái giấy nó sẽ chạy tới đây nè, nó chạy tới đây
nó chạy tới đây thì cái cục lưu lô này nè, nó có tác dụng là nó kéo lại cái tờ giấy đó, nó kéo trở về lại, và sau đó cái tờ giấy này nó sẽ được đưa xuống ha. Sau đó cái tờ giấy này nó sẽ được đưa xuống và nó nằm trong này nè. Đây là cái khay ép nè ha, nó đưa xuống và nó đưa ra đây và nó lên lại. Thì khi đó, khi mà các bạn thấy là ví dụ như cái này chạy đúng không, chạy ở đây nè, cái này mặt trước nè, mặt trước nó đã ghi hình xong, xuống này nó úp nè, úp đúng không, úp nó đưa qua lại, nó đưa xuống đây và nó lên đây lại, thì nó sẽ cuốn như vậy, nó sẽ đưa qua ha, nó đưa qua và nó ghi hình mặt hai, rồi sau đó nó đi ra. À, đó là cái tác dụng của cái bộ phận này, nó là như vậy. Nên do đó là khi mà các bạn thấy chạy thấy kẹt giấy khu này thì các bạn có thể là vệ sinh những cái trên đây nè, trên mấy cái cò này nè, cò tách lẫy giấy nè, thì nó vẫn lâu ngày nó sẽ bám những cái bụi giấy, hoặc là các bạn sẽ vệ sinh cái lưu lô này, vệ sinh cái những cái bánh xe ở trong cái bộ phận này, bộ phận đảo giấy này, những lưu lô ha, các bạn vệ sinh hết. Rồi sau đó đối với ở dưới khay ép á, các bạn bật xuống này. Thông thường á, khay ép nó có một cái dây đỡ thì nó bật sẽ tới đây thôi. Thì ở đó các bạn lòn cái tay vào, thì trong phía dưới cái khay ép này nè, phía dưới này nó vẫn có những cái cò nhỏ nha, các bạn chú ý để tránh bị gãy nè. Cò nhỏ. Và chúng ta sẽ vệ sinh xong hết, chúng ta dùng cồn á. Mình nghĩ tốt nhất là các bạn nên dùng cồn. Các bạn lao hết, tại cồn nó rất là bao bay hơi nhưng mà nó dễ khô nữa, do đó chúng ta sẽ dùng một cồn. Sau đó lao. Ha, lao xong là chúng ta sẽ đẩy vào. Đó là cái này, cái tác dụng của bộ phận này nó có tác dụng vậy đó. Tức là nó đưa giấy và nó đảo giấy hàng lên để lấy. À, đó là một cái quy trình hoạt động của cái máy photo để mà phô ra một bảng một mặt và hai mặt. Ở video này muốn chia sẻ tới các bạn để mục đích cho các bạn biết được cái cách hoạt động của cái máy. À, và chúng ta sẽ xử lý những cái tình huống kẹt giấy. À, chúng ta có thể là loại bỏ, có thể là các bạn thấy là khi mà nó chuyển động là nó chuyển động hết quy một vàng chuyển động đều hết. Nên do đó mà khi gặp sự cố ở một bộ phận nào thì những bộ phận khác nó sẽ dừng lại hết. Do đó là khi có thể là các bạn sẽ biết là có thể là giấy nó đang kẹt ở đây, nhưng mà có thể là nguyên nhân nó nằm ở cái bộ phận này, hoặc là bộ phận này, hoặc là cái bộ phận dưới khay giấy. Do đó là các bạn khi mà các bạn giấy và tình trạng mà kẹt giấy liên tục để các bạn cần xử lý, thì các bạn nên mở cái nắp ra và chúng ta sẽ chặn hai cái chốt lại, để chúng ta sẽ kiểm tra, là cho máy chạy thử để chúng ta sẽ kiểm tra những cái nó bị dấp ở chỗ nào, và chúng ta sẽ xử lý, hoặc là do cái bộ phận trượt, do bánh xe lưu lô hay là gì đó, chúng ta sẽ vệ sinh hết. À, nếu các bạn mà cảm thấy video này hay thì các bạn hãy nhấn vào nút chia sẻ để cho mọi người cùng theo dõi. À, nếu các bạn nào mới vừa ghé qua kênh Bado Official thì các bạn hãy cố gắng giúp mình đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng quả chuông để ủng hộ kênh Bado Official nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở video sau. Nhớ là khi share video thì các bạn hãy bấm nút like để ủng hộ tinh thần cho video nhé. Chúc các bạn có một ngày nghỉ thật là hạnh phúc bên gia đình, và công việc làm ngày càng ổn định và phát đạt. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.